cơm xả. Thơm lừng luôn. Ớt. Mì chín. Ớt cay lắm. Ớt sao không ăn được đâu. Không ăn được á? Ăn bên trong mà. Không có, không có cho con ăn đâu mà con ăn. Thì cô chạy cho con ăn. Thế à? Ừ. Thế làm sao hả? Thế làm sao mà ạ? Cái lúc bảy đấy thì đâu? Đó. Giờ sẽ ướp nó lên nha mọi người nha. Ướp lên xong rồi là nướng. Nướng theo dạng gọi là úp chảo. Xông, xông hơi. Để ướp đây một tí rồi bắt đầu sẽ cho chả hả? Cho bữa ăn sớm nhé. Ok nha anh em nha. À, ướp khoảng tầm 15 phút rồi bắt đầu sẽ bắt đầu cho ra nướng nha mọi người nha. Khi nó bóng bẩy luôn con ốc kìa. Rồi, bây giờ nhặt hết vào. Úp vào chảo. Đấy, ok nha mọi người nha. Giờ sẽ bắt đầu cho vào nướng. Mọi người biết tại sao mình phải cho vào cái rổ thưa này và đặt lên đây không? Cho một ít nước vào. Không, để tí nữa nó ra nước mà nước nó chảy xuống dưới. Nước nó sẽ chảy xuống dưới. Nó khô. Con ốc nó khô con ốc. À, có phải úp lá chuối lên không? Em nghĩ là cho một lon bia. Hả? Bia không, ốc nướng thì. Nướng thôi. Đấy. Thế là thành ấm hốc. Nướng, đang phải ra nướng. À. Được không? Con một tí. Đấy, lớn đeo khỉ ở đây. Đấy, chỉ đi. Rồi, vừa rồi. Đây, cái tay. Bây giờ lấy đất líp lại. À, sẽ lấy đất líp lại những cái chỗ nó hở đó mọi người nhá. Để cho nó đỡ bị oi khói. Ok nha mọi người nhá, kín hết rồi. À, không sợ nó oi khói nữa. Bây giờ chỉ việc đốt. Cái này thì mình dự kiến là nó nhanh chín thôi, tại vì ốc là ốc xào ốc luộc nó cũng nhanh chín mà. Chấm lửa lên thôi, rất đơn giản nhưng mà mình tính là sẽ ngon đấy, như ốc nhồi anh em mình nướng lá chuối cũng ngon lắm. Hôm nay cho nhiều xả chắc là ngon hơn. Ok nha mọi người nhá. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu khui hàng. À. Chú ở đâu anh chú ạ? Chú ở đâu? Chị có đây. Chị có đây này. Chín không nhỉ? Chín này nhỉ. Anh em mình đun cứ lúc nào nó nóng lắm. Nó có. Em nghĩ là cháy. Cái này cũng sẽ nhanh chín thôi mọi người ạ. Nó ốc nó dễ chín. Không cháy được đâu. Con này có cái vỏ xẻ đó. Sao đi ăn ấy? Cái cuốc. Vì lỗ thủng này anh ơi. Em sợ nó hơi khói lúc này. Ui. Sao bị ăn không anh? Sao mới sang đây giữ để anh. Đấy, bẩy nó lên rồi. Để anh cầm phát, anh hấp nó ra. Cái cảm thấy nó mờ mờ mà. Ai ai ốp đi mà. Mày đi. Mày có cái dép nó đỡ rồi chứ không cái này mà kẹp vào. Ăn mờ mờ rồi, mờ mờ rồi. Chín rồi, xả còn cháy rồi đây này. Chín rồi mọi người. Xả còn cháy rồi đây này, ủ nóng lắm. Em chỉ sợ gì đấy không chín.
Rồi, để cho nó ra đã. Một con này. À, ok nhá. Bây giờ bắt đầu đi thưởng thức thử xem nó thế nào nhé mọi người nhá. Ui, thơm lắm. Thơm. Thơm nhỉ. Thơm. Đây. Đấy. 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 Bây giờ sẽ bắt đầu thưởng thức cái món ốc núi này. Hạt đầu thì nhìn nó giống giống con ốc sên. Để cho mau lên trước. Đây, em thưởng thức trước cho. Đấy nha mọi người nha. Để tỏi. Đấy, chín rồi. Con này vặn quá già này. Phủi đầu thì giống hệt ốc sên luôn. Ôi. Vẫn nhớt thì sao vậy? Không. Trứng à? Ngon. Chết mặn. Mới cả mọi người nha. Siêu mặn luôn. Siêu mặn. Giống mặn quá. Ngon chưa? Ngon á. Đây. Ngon đuối. Mình sẽ thử một con nhá. Ngon. Ui, con này nhỉ? Mình phải bóc một con nào đấy nó ra được luôn. Đây. Con này khô luôn. Con này hơi nhớt nhớt. Ấy. Đó. Cái đầu nó thôi này. Ồ, phần. Nhìn thấy dâu của nó ấy. Cái dâu của nó vẫn còn nguyên. Mời tất cả mọi người nhá. Con với anh à? Rồi. Rồi. Thơm thơm. Bán những con đại bướm này. Ngày trước em hỏi người ta mua nhưng chẳng còn bé này rồi. Bé này rồi. Ít có loại to này lắm mọi người. Giòn giòn, thơm thơm. Đấy. Ăn con này ăn nó. Nó lạ miệng. Nó ngon theo kiểu khác của ốc nhồi nhá. Đây bố lấy cho xin một con. Mà luộc hấp em nghĩ là ngọt. Nó sẽ ngọt luôn. Đấy, con cầm thế này. Con cầm đây, cái đấy không cắn được con. Cầm. Mời mọi người cho con mời mọi người cho. Cắn, cắn, cắn. Ây da. Ngon. Ngon không? Ngon. Ăn đi xem ngon không đã. Ngon. Ngon không? Biết con gì đấy không? Ốc. Ốc gì? Ốc sên. Ốc sên mà ốc sên. Con ốc sên nó nhớt lắm. Con ốc sên nó nhớt lắm. Con này nhá. Con này không phải con ốc sên con đâu. Con này không phải ốc sên đâu. Cô không biết. Ui. Gì rồi. Ui. Cái phần bọng dưới ăn được không nhỉ? Ăn được. Người ta nhỉ ăn hết mà. À, thì mình sẽ lấy cả cái bọng dưới ra nhá. À đưa đưa bố khều nó cái dưới ra. Ui không thâu được. Ôi lá cấu rồi. Đây. Bố nhỉ? Đây. Ui. Cái này toàn cứt. Bỏ. Đây, bố cho con này to này. Cái đấy bỏ. Đây, cho bố cho. À, hả? Không chấm ăn ăn. Đấy, ấy. Không chấm cho bố ăn à? À, ăn nó khá là lạ miệng nhá mọi người nhá. À, nó giống như kiểu à ốc nhồi. Nhưng mà thơm hơn. Ăn chưa? Thơm hơn, nó không có nhớt đâu nhá. Nó nhưng mà cảm giác nó nhạt nhạt do mình ướp là nó không ngấm được vào trong. Đúng rồi. Cái này mà mình anh ấy nhảy ra xong rồi tẩm muối ớt vào xong rồi mới lại nhét vào trong ấy. Ăn là ngon á. Ăn nó lạ miệng thôi chứ thật ra là nó cũng giống giống kiểu như ốc nhồi, rẻ hơn ốc nhồi. Mà đẹp. Ốc nhồi 120.000 một cân mà cái loại nuôi. Còn cái loại này bắt trên núi 100.000 một cân. Ốc chạy bộ. Ốc thì hiền. Đấy. Đấy. Để cho. Chấm. Chấm ít thôi, cay. À, tôi bảo nó dính miếng xả thơm ấy. Xả ngon. Ngon ấy. Cái nhớt của nó ăn ăn hay hay nhá. Hay. Ừ. Con bảo nha bố. Ừ. Bố. Ngon. Nhưng con nhỏ ăn ngon hơn. Nhỏ ngon hơn á? Ờ, mày thử ăn con nhỏ xem. Đấy, con nhỏ này bố. Con nhỏ ngon hơn này. Này, bố cho này. Đấy. Đấy. Ừ.
Thế nào? Vâng. Ngon. Ngon mọi người. Trẻ con thì nó không biết nói dối. Rất là ngon. Nhưng mà với mình ấy, căn bản là do mình cũng ăn nhiều thứ quá rồi, thế nên là cái độ ngon của nó sẽ không bằng. Bỏ anh, bỏ vòi. Vòi ngon hơn hẳn. Đây. Thế con ăn cái này á. Ừ, ăn được. Không vòi vòi gì là quá là khóc rồi. Cháy đâu mà cháy? Đây à. Con này không phải cháy quá. Đâu. Cái đầu nó đây, cái đầu ngon. Ngon nó mới màu đen nha. Con nhé. Con chấm. Con nhiều này lắm. Nhiều cái đó. Không có hơn cái cháy đâu. Cháy đâu mà cháy? Đấy. Đây là màu đen màu của nó đây. Con nào màu đen. Màu đen bồn lưỡng sao mà cháy? Cháy đâu mà cháy? Thằng này. Đây, con này cũng màu đen này. Đấy. Thấy chưa? Con nào cả màu đen. Đấy, thấy chưa? Đấy. Đấy. Thấy chưa? Ôi, con này. Hút tí nước của nó xem nó có vị gì cho mọi người nhé. Người ta bảo nhạt như nước ốc, thử xem cái nước ốc này nó có nhạt không nhá. Ngon không? Nhạt như nước ốc thật. Ốc núi, con này là ốc núi. Ốc núi nhưng không biết tên của nó là gì. Con này là sống ở trên núi, nó bò như ốc sên ấy. Bò khắp trên người cây, lá cây rồi. Cả bách đá cũng có. Nhìn này chú ạ, xin anh nhìn chú ạ. Ui, ui nhớ đấy. Đấy, ghê chưa. Cách lấy ốc chú ạ đẳng cấp. Làm tật. Bỏ bịa đi. Làm tật. Bỏ bịa đi chấm. Ngon. Ừ. Nói chung là ngon thì không phải là ngon quá, nhưng mà chấm điểm được khoảng tầm 7 điểm. Ok đấy mọi người. So với hải sản thì đây là trên núi gọi gì là gì sản? Đặc sản. đặc sản núi rừng. Đây, toàn bộ một con nó sẽ dài như thế này. Bố con nào cũng cả đi ăn. Đó, sẽ vặt bỏ cái phần đít này đi. Ôi thôi. Con này anh mua bao nhiêu tiền một con đấy? 1 lít. 100.000 một con. Bác cho con ăn. Đấy. Bố này. Vỏ nó đẹp nhỉ, vỏ đẹp, to, dày, đá màn, chắc chắn. Này, ngồi xuống, con ngồi xuống. Ngồi chứ không phải quỳ, ngồi xuống. Đấy. Rồi, ăn đây. Tuyệt vời. Number one. So với cái ốc biển thì nó không bằng rồi. So với ốc nhồi thì cũng ngang cơ. Ngang cơ. Không biết là bóc ra mà nấu canh, luộc ra mà nấu canh ngon hơn không? Nhưng mà ở ngoài quán là không có cái loại ốc này bán đâu. Không, cái chuối. Chuối, củ chuối. Củ chuối. Yeah. Không, nải chuối. Ừ. Không, củ chuối, củ chuối rừng đấy. Thế sao con ngon. Này không ngon? Hả? Không, con này. Nếu mọi người biết nhá, ăn toàn chuối rừng, toàn loại chuối rừng. Không ngon. Hay là củ chuối rừng ngon hơn. Loại chuối rừng ngon hơn. Ngon. Chắc là tùy. Mềm. Không bị sợi, sức sượng. Ăn nó sợi. Ăn nó không ngọt bằng đâu, thân nó mới là ngon, đẳng cấp. Mỗi người sẽ có một cách nào con, ngon, vui lắm. Con đi xuống đi, chúng bạn đi. Thì bố mang xuống à? Ừ. Ăn được không? Ừ. Okay. Tập luôn. Tạm biệt. Tạm biệt.